Yo. Anh đang sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình, nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm này thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Ngày, từ ngày qua đêm, từ đêm qua tôi cứ trôi qua ngày, ngồi một mình nơi đây. Giờ ngàn vạn anh em, dù ở phương xa, cũng như một nhà. For me, sing with love. Trắng đêm với bao đêm, lời động viên đó thì làm sao quên. Đời nhiều mặn đắng mới cả sang bên, vươn qua góc tối mắt trời đang lên. Có những lời khinh có cả lời bình, có những lời yêu thế là lời nhiều. Ta không cần khoe, không cần nhiều lời, thôi không cần kể, ta cứ chịu đời. Làm cái nghề này 10 ngày, dài cứ như là 10 năm. Tôi sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, 100% mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và không ầm ĩ, dân Đông Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Missing game, mình on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ châu. Ok. Tám triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, hú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi đô nếp vì chưa có tiền.